Trên bàn của mình hôm nay là một chai nước hoa rất là nổi tiếng rồi các bạn ha. Club The Nui Intenman phiên bản Outdoor Toilet. Đây là chai nước hoa đến từ hãng nước hoa rất nổi tiếng Atmas của Dubai. Thì hiện tại bây giờ nước hoa Dubai của hãng Atmas đã vươn tầm thế giới rồi các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái vỏ của nó rất là đơn giản. Đó. Có logo của Atmas, có tem của Atmas. Hiện tại trong tất cả các dòng nước hoa của Atmas thì chai Club The Nui Intenman là một trong những chai nổi tiếng nhất nha các bạn. Thì tại sao nó nổi tiếng thì các bạn đa số đây cũng biết rồi, tức là mùi của nó giống đến 80% của chai nước hoa Chris Aventus, cực kỳ nổi tiếng, ông hoàng của dòng nước hoa nào. Dưới sau của nó thông số sử dụng của nó các bạn nhé, mã vạch đây là một viên đá thật các bạn nhé, đây là một cái con viên đá này, nó phía trên của nó bên hông là cái chữ Club The Nui các bạn ha. Đây. Đó. Dưới sau của nó các thông số của nhà sản xuất. Rồi. Tại vì chai này là mình giao cho khách nhưng mình không được mở, vì khách không đồng ý cho mình mở, thì mình chỉ có thể cho các bạn coi sơ qua cái hộp với nó thôi và giới thiệu một chút thôi. Cái chai này thì được sản xuất vào năm 2015 tại Pháp. Các bạn ha, thời hạn sử dụng của nó là 38 tháng. Đây là in tiếng Ả Rập rất là nhiều các bạn ha. Và đây, đây các bạn thấy này, có chữ Make in Pan này, trên thông số của nó này. Đó, Make in Pan là từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2025, thời hạn sử dụng 3 năm các bạn nhé. 5 năm mình chỉ đóng sử dụng 5 năm. Nhưng mà dùng tốt nhất là 38 tháng, 36 tháng kể từ ngày mở nắp. Đó. Rồi. Sự nổi tiếng của chai nước hoa này thì các bạn nào dùng nước hoa thì cũng đã biết rồi. Nó có phong cách nam tính, rất là nam tính, hấp dẫn ha. Gấm hương, chanh, gỗ bu lô và đặc biệt là khói dứa. Mùi khói dứa của này rất là đặc biệt các bạn, nó giống đến 80% chai nước hoa Chris Aventus. Mình bán chai này cho bạn của mình rất là nhiều và các bạn của mình cũng rất là thích chai này. Thứ nhất, giá của nó rất là trong tầm giá dưới 1 triệu, dưới 1 triệu thì nó gần như là vô đối rồi các bạn, thật sự gần như là vô đối luôn. Từ về độ hương này, độ lưu hương này, độ tỏa mùi này, là nó là dưới 1 triệu, nó là đỉnh rồi, gần như là không có chai nào bỏ qua được nó hết á. Cái chai này thì có mùi dứa và có thêm tí cam chanh rất là mát. Mùa này thì các bạn phải dùng bất cứ hoàn cảnh nào cũng được, đi chơi cũng được, đi học cũng được, đi làm cũng được, thậm chí tối lên đồ, lên ba, lên lớp đều được hết các bạn nhé. Rất là dễ dùng. Các bạn nào mà không quan trọng đến cái thương hiệu Dubai, và thật ra hiện tại là Atmas đã vươn tầm thế giới rồi các bạn. Rất nhiều chai nước hoa của nó được thế giới công nhận là mùi tốt, giữ hương tốt chứ không phải Việt Nam mình không, nên các bạn yên tâm xài. Thì các bạn rất là dưới 1 triệu không chai nào qua được chai này. Rất ít chai, có thể là trên thế giới còn nhiều chai nữa mình chưa thử hết, nhưng theo mình hiện tại dưới 1 triệu về độ lưu hương, bán tỏa mùi hương thì chai này gần như nằm trong top 1 của tất cả các kênh review nước hoa, của những chai nước hoa dưới 1 triệu. Đó. Bạn nào muốn mua nước hoa chai này hoặc là các chai khác thì có thể liên hệ Zalo của mình, trong Zalo mình đăng rất là nhiều, các bạn có liên hệ sẽ có giá tốt. Rồi bây giờ mình phải đóng hàng cho khách ở đến Tắc Lắk nên mình không có nói nhiều được về chai nước hoa này. Xin chúc các bạn một cố gắng giữ gìn sức khỏe.
sau mùa về chúng ta sẽ làm bạn lại có tiền mua nước hoa, mua đồng hồ. Mình cũng xin cảm ơn. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nào muốn xem những chai nước hoa bên ngoài thực tế là như thế nào, những cái đồng hồ thực tế là như thế nào, thì có thể subscribe kênh của mình, đăng ký kênh của mình và cho mình một like để mình có động lực tiếp tục làm. Thì chai này hôm nào mình sẽ lấy một cái chai mà mình đã bán cho bạn mình rồi á, mình sẽ mở lại để mình mở hộp cho các bạn coi bên trong nó nha. Bên trong nó cũng làm rất là đẹp các bạn, mình sẽ đưa cái hình thật của nó lên video để các bạn coi đó. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.